Làm là gì? Rồi, giới thiệu với mọi người. Giới thiệu đi. Đây là cây kẹo cần câu mọi người. Cây kẹo cần câu màu vàng. Ở con cá đâu? Con cá câu quay con cá cận cảnh coi. Có ba con cá trong đây phải không? Yeah, rồi, phía trước mình là cái gì? Rồi đâu, thử thực hành cái câu coi. Nghe nói người ta nói là lỡ gỡ cái lớp keo, băng keo gì ra á. Ờ, gỡ cái này. Chầm cái cần câu coi. Wow. Rồi mới lấy cá ra hả? Rồi câu bằng cách nào? À, câu coi. À. Thú vị, dễ thương quá à. Cái kẹo cần câu này là hình như 25 ngàn một cây. Rồi câu đi, câu tiếp tục đi. Cái đó là gì trong đó vậy? Kẹo hả? Đâu coi coi. À, kẹo thì chỉ có bao nhiêu thôi à. Mà chủ yếu là cái đồ chơi thôi, bây giờ chơi đi. Thế dễ thương quá, bây giờ câu tiếp đi. À, bạn sẽ câu dính cá đi, bạn sẽ được thưởng kẹo. Rồi, bạn nghiến câu đi. Một cần, ok. Trời, câu dễ quá. À, con cá màu hồng, 2 con. Ông câu rồi, xong ông quay cái cần câu lên. À, quay lên. Trời ơi. Ừ, nó dớt con cá luôn. Vậy là được 3 con cá. Là con cá vàng, con cá hồng và con cá xanh. Rồi, bây giờ mình test đi, mình test kẹo đi. Test kẹo coi em đây kẹo đó không. Đây, cái kẹo cần câu này nè, nó có cái tay quay nha. Và nó có âm thanh kêu nữa nha, mấy bồ ơi, mấy bồ. Hình mà khá là dễ thương. Đây, có lưới này đựng. Cái tên hả? Ngày sản xuất là ngày 27 tháng 2 năm 2021 đến năm 2022 là hết hàng sử dụng. Made in ở đâu vậy? Việt Nam, Hồ Chí Minh City, Việt Nam. Trời đất ơi, nó gõ cửa. Trời ơi, có một nhiêu kẹo hả? À, ăn thử một viên coi. Ngon không? Mẹ viên coi. Kẹo giống như là vị cam. Trời ơi, lúc kia ngoài rồi. Đợi vô phòng á. Còn một viên nữa nè. Câu này. Chàng ơi, câu ý, câu cá đi. Câu một lần nữa nè. Rồi, review cái món đồ chơi kẹo câu cần câu 25 ngàn. Nói chung là 25 ngàn thì cũng khá giá là khá là cao với cái mấy viên kẹo. Nhưng mà đồ chơi thì nó khá là thú vị. Thêm vào cái bộ sưu tập của mình nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người và các em đã xem clip. Không quên chúc mọi người có một buổi tối ngon giấc nè. Sau khi xem clip rồi thì nhớ làm gì nè? Like, subscribe kênh Hồng Trần. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Lúc kia. Tẹn, bye bye mọi người đi con à. Cậu cá đi. Bye bye.